Đồ Vũ Hiền kính chào quý vị, hôm nay là buổi sáng, lúc này đang là sáng ngày mùng 2 tháng 6 năm 2018. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu 4 bức tranh khảm chúng tôi vừa mới làm xong. Và đây là cái phần vẫn đang dở dang, vẫn chưa sơn, mới đang làm xong về phần mộc thôi. Thì hàng trong đó có 2 bức tranh quê xưa, kích thước là 97 x 1m97 bằng gỗ vụ ván liền. Và khảm rất là rực rỡ, cái này là 21 triệu một tấm. Cùng cái loại này thì có thể đầu tư ở mức độ khác là 31 triệu. Thường chúng tôi hay làm ở hai mức khác nhau. Và hai bức nữa là hai bức Vinh Quy Bái Tổ kích thước nhỏ hơn, 80m6 thông lệ đây. Hàng này vẫn là 12.600, giá ổn định đã từ lâu rồi. 12.600 là bao ship toàn quốc luôn. Còn các cái tấm ở ngoài này là 21 triệu và nếu mà bao ship toàn quốc là 22 triệu. Riêng nội thành Hà Nội và xung quanh thì chỉ tính là 21 triệu 700. Thì những cái tranh này thì là những đề tài mà đã là phổ biến. Đề tài là khách hàng rất là ưa chuộng. Nói tranh quê xưa là nói về tổng thể cái phong cảnh nông thôn Việt Nam ngày xưa. Và đây là nét hoài cổ, nhớ lại những cái nét đẹp văn hóa cũng như là con người thiên nhiên của Việt Nam chúng ta. Với cái cây đa bến nước ở sân đình, ở cảnh thầy đồ dạy học, rồi thì đủ tứ dân, sĩ nông công thương, thầy đồ tượng trưng cho sĩ nông thì đây, bà con làm ruộng đây, công thương, công là những người làm thủ công nghiệp. Ở đây ví dụ như là ông bật bông rồi thì ông cưa xẻ đây. Đấy, đại diện là như vậy. Và thương có cả buôn tàu bán bè mà có cả buôn súng bán mẹt đầy đủ hết. Thế ngoài ra thì lại có ngày xưa còn gọi là ngư tiểu canh mục, là bốn cái nghề không màng danh lợi vinh hoa phú quý. Là ngư là ông lão đánh cá, tiểu là ông hái củi, canh là canh nông, và mục là mục đồng, mục đồng thổi sáo, mục đồng thổi sáo và nhiều đây là những cái rất là thanh bình, bởi vì sau giờ phút làm việc mệt mỏi mệt nhọc đua chen với cái cuộc sống hiện đại, thế thì bây giờ phút nghỉ ngơi thư giãn thì đắm chìm trong cái cảnh xưa và thấy nó bình yên trở lại để chúng ta có một cái năng lượng, bù lại cái năng lượng cho sau một ngày vất vả để sang ngày mới là chúng ta lại tiếp tục cái cuộc sống thường nhật. Và đây thì mọi người làm rất khéo, tức là có cả cấy bừa rồi có cả gặt, tức là có sự gặt hái. Rồi thì đây nhìn thấy mấy ông bà đang cầm cái lưỡi hái đây, đang đi cưới gặt lúa đây. Cái bên trong này bên này thế là có người thì đang úp nơm nhưng mà cũng bắt được cá rồi. Rồi thì chỗ kia ngư ông đắc lợi là ông lão này túm được cái con cá kia, rất là trông rất là phấn khởi. Nói chung là tổng cảnh làng quê trông cái chỗ nào cũng thấy là không khí bình yên thanh bình, cái này còn gọi là thiên hạ thái bình. Và qua cái phong cảnh đó thấy chúng ta thêm yêu đất nước, yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu người lao động, mọi cái nói chung là rất là tuyệt vời. Đấy là nói về tranh quê xưa. Và bức này là xin nhắc lại với kích thước 97 x 97 ở gỗ vụ, bức này đang là 21 triệu. Và cũng có trường hợp là người đầu tư một mức khác là 31 và hiện nay bức này là 21 triệu. Bức bên này cũng giống như thế. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 6 năm 2018 là như vậy, là xong 2 bức quê xưa. Và bên trong này là 2 bức Vinh Quy Bái Tổ, ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, vẫn là từ kinh thành và trở về Vinh Quy Bái Tổ, bái yết tổ đường, cha mẹ già ra đón đây. Thì như vậy là với cái bức Vinh Quy Bái Tổ là cũng với 3 ý nghĩa. Thứ nhất là cầu mong cho con cháu được thành đạt. Thứ hai là khi thành đạt thì nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ, uống nước nhớ nguồn, giống như cái câu ẩm Hà Tư Nguyên như vậy. Và cái thứ ba là tình nghĩa vợ chồng từ khi gian khổ đến khi thành công là trước sau sau vậy, không thay lòng đổi dạ. Bởi vì đấy, còn tại sao mà nói đến quan nghè về làng, tại sao cứ phải có cái cảnh ngựa anh đi trước võng nàng theo sau là như vậy.
Nếu mà quý vị còn nhớ những cái câu thơ nổi tiếng ở trong bài thơ của Nguyễn Bính, có một bài thơ của Nguyễn Bính nói về cái này, cái cảnh này rất hay. Tự nhiên là tôi không nhớ ra, tôi chỉ nhớ là đã từng đọc rồi. Sơ bộ là như vậy. Đồ gỗ Đức Hiền thì mảng tranh khảm là một mảng rất là quan trọng, và lúc nào trong cửa hàng cũng có hàng trăm tấm tranh khảm, rồi thì tranh tứ quý tứ bình vân vân. Ngoài ra tranh được chạm, tranh xếp vàng vân vân, và những cái đồ vật, các cái đồ khác là rất là nhiều. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C của đồ gỗ Đức Hiền. Bên kia là khu A của chúng tôi. Kính mời quý khách bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại đồ gỗ Đức Hiền, đối diện trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và quý vị có thể liên lạc với Đức Hiền theo hai số điện thoại đây. Số trên là Messenger, tìm trong Messenger sẽ thấy ngay. Và bên dưới là Zalo là 0967666111. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.